Xin chào quý vị các bạn, em bên phụ tùng Kim Vương. Bên em chuyên cung cấp phụ tùng máy khẩu trang cũng như là thiết bị điện tử liên quan đến ngành sản xuất máy khâu, máy khẩu trang, tất cả tật loại. Hôm nay giới thiệu các bác cái bộ động cơ sạc vô của hãng Delta. Đây, bộ cơ của hãng Delta, cái loại này là hàng Đài Loan, sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Nhưng các bác đã dùng thì có biết là hàng Delta như thế nào rồi. Đây, có động cơ sạc vô đây, AC sạc vô motor. Loại này 0,4 kW, tốc độ tối đa là 2000 vòng một phút. Đấy, điều chỉnh ở đây. Đây là con driver đó các bác nhá. Đây, con driver. Thì em nói luôn là con này là bên em là hàng mà tháo máy vẫn đang hoạt động rất là tốt. Đấy, con này là lắp vào trong máy khẩu trang, thì các bác nào mà máy khẩu trang nếu mà có cái động cơ mà đúng cái cơ cấu mà trong động cơ Delta mà nó bị hỏng thì đây em có một bộ luôn, có công suất đây luôn. Đấy, các bác nhìn thấy nhá, 400W này. Đấy, công suất động cơ đây. Cái này tại vì tháo ra thì cái này em không nối điện, nhưng em hướng dẫn các bác qua nếu các bác mà mua về lắp. Đây là nó có hai cái dây nguồn, đấy, dài là 3 mét, hai cái dây ra motor dài 3 mét từ sạc vô lên. Đấy, dây, một dây tín hiệu và một dây cấp điện vào động cơ. Đấy, cái dây nhỏ này là dây cấp điện động cơ, cái dây nhiều rãnh này là cái dây tín hiệu cũng như là phanh. Đấy, các bác nhìn thấy hai rắc cắm này kết nối với hai rắc này. Cái đoạn rắc này nó khoảng độ 30 phân. Trên máy thì em đã tháo ra, nó còn có cả cái nhông này luôn, trên động cơ có cả cái nhông này luôn, nhông mà có cả miếng nhôm này. Đấy, các bác mua thì em tặng luôn cái nhông này. Còn các bác mà yêu cầu mà không cần dùng, chỉ cần dùng cơ, thì em sẽ tháo cái nhông ra gửi cho các bác. Đây, cái bộ driver nó đây. Thì các bác mà mua về đấu thì nó đơn giản thôi, em hướng dẫn cho các bác này. Cái rắc này thì các bác mà có thì các bác tháo cái này ra, tháo hai cái ống rồi bác rút ra, bác cắm cái rắc của bác vào. Đây là cái điện mà cái rắc mà ra cái dây tín hiệu, dây tín hiệu của động cơ. Đây là cái dây nguồn của động cơ, dây 3 pha đây. Cái dây này là dây mát. Đấy, em cắt ra rồi, nhưng mà các bác cần thì các bác nối mát vào đây là ok. Đây là dây điện nguồn vào. Đấy, 220. Bác cắm vào là ok thôi. Bộ sạc vô đây thì trên này nó sẽ có những nút bấm này. Đấy, giống như của các bác, hiển thị trên này lỗi cũng như là màn hình những cái thông số mình xét cài đặt đây. Cái này kết nối POC hoặc là cái cổng cắm của nó. Đấy, các bác nhìn này, tình trạng nó mới khoảng độ 99%. Đấy, thông số đầy đủ nha các bác nhé. Đấy, tất cả mọi thứ đầy đủ hết, dùng điện 110 và 220 đều được cả. Đây, cái bộ này động cơ này 0,4 kW. Cái này thì bên em đang giá thanh lý. Đấy, các bác mà cần có nhu cầu mua thì liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình. Đấy, em sẽ báo giá cho các bác, loại nào cũng được. Đấy, các bác mà có động cơ hỏng hoặc là những phụ kiện mà hỏng cần bên em tư vấn hỗ trợ sửa chữa thì bên em nhận sửa chữa, sửa chữa máy khẩu trang cũng như căn chỉnh tất cả các loại máy khẩu trang. Đấy, đây là bộ này các bác nhé, hàng có sẵn. Các bác cần yêu cầu một cái là bên em ship hàng gửi đến toàn quốc, tất cả mọi miền tổ quốc. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác gọi điện cho bên em, thì các bác mà không hiểu về kỹ thuật thì em sẽ hướng dẫn các bác nối như nào cho chính xác. Đấy, các bác được phép nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền cho bên vận chuyển. Đấy, bên em liên kết với tất cả bên vận chuyển gửi đến mọi miền tổ quốc. Đấy, bên em có hai chi nhánh chính, một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu các bác mà có nhu cầu vui lòng liên hệ với số hotline, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh cũng như là để xem những cái video mới nhất về những cái phụ tùng, phụ kiện mà bên em bán cho ngành máy khẩu trang nói riêng và nhiều ngành nghề khác. Bộ hàng chất lượng cao, các bác nhìn lại lần nữa.